Mới đổi giờ bên đây gần 10 rưỡi ha, 10 giờ 28 thì bên Việt Nam giờ này là 11, gần 11 giờ rưỡi tối rồi. Ở bên Việt Nam mấy ngày hôm nay anh chị em có để ý cái vụ ông Tập Cận Bình đi qua bên Mỹ không? Mắc cười ở bên này Việt Rai nói chuyện với mấy bạn Mỹ. Nó nói vui lắm, nó nói chuyện mà nó chửi thề tùm lum tà la. Nó nói bà mẹ đó, đâu mất tiêu hết mấy thằng homeless ở San Francisco đâu, mà từ bữa nay một cái thành phố, anh chị em biết không, mình nói ở thành phố San Francisco nó có mấy cái bản đồ nó cho mình biết luôn là về mấy cái chỗ mà dân vô gia cư, mấy thằng homeless mà nó ị ở ngoài đường á, nó là gì có gì kỳ quan mấy thằng homeless mà nó ị, nó tiêu tiểu đồ ở ngoài đường á, dơ dái, để cho nó có mấy cái bản đồ đó luôn á, có tin không, để người ta biết người ta tránh luôn á. Rồi những cái con đường mà homeless nó nằm, hình San Francisco là nó là một cái thành phố, hình như là nếu mà nói về homeless đó, thì chắc nó là nằm ở đó nhiều nhất đó nha, ở San Francisco á, một cái thành phố lớn nổi tiếng hiện đại, cuộc sống đắt đỏ thuộc loại mà hàng đầu của nước Mỹ, nhưng mà homeless nó thì cũng đứng đầu luôn, mà ông Tập Cận Bình chưa có đáp máy bay qua, chuẩn bị đáp một phát thôi là coi như là nó tự nhiên à, dân Mỹ nó ngạc nhiên luôn, nó nói ủa cái đám homeless này nó đi đâu hết trơn rồi, nó dẹp nó xúc tụi này đi, mà người ta bây giờ người ta không biết là nó đưa tụi này đi đâu, Mỹ dân chúng ở đó nó còn không biết luôn, nó nói, ủa homeless mà bây giờ nó đẩy tụi này đi đâu, đông lắm mà bây giờ nó nhét đi đâu hết, đâu có chỗ nào nhét, thằng thì nói đồ mà nó nhét vô mấy cái nhà tù, nó nhét đỡ vô trong đó thằng thì nó nói nhét đỡ vô nhà tù, thằng thì nó nói ủa nó đẩy đi đâu ra ngoài miệt ngoài á, không cho ở trong thành phố nữa, mà nghe mà nó tiếu chưa từng thấy đó, dọn dẹp sạch sẽ, trời ơi. Xong rồi cái Việt Rai mới nói đùng má, tao cũng ước gì nó về ngay cái chỗ thành phố chỗ tao ở nè, nó dọn dẹp của ông Tập Cận Bình mà ông thông báo ông đáp qua đây một chuyến thôi, để cho nó dọn dẹp cái thành phố sạch sẽ một bữa coi riết nó bay hay. Yếu thì thôi đã vậy á, phỏng vấn cái thằng khứa thống đốc của bang California, người ta phỏng vấn ảnh, ta nói sao tự nhiên ông kêu qua rồi dọn dẹp hết thành phố vậy thì sao sao vậy đó, ảnh mới nói thì giống như là khi mà mày có khách tới nhà mày phải dọn dẹp nhà cửa đó, có khách tới nhà dọn dẹp nhà cửa. Ô mà mình ngẫm nghĩ mình nói ủa vậy chứ từ nào giờ ở dơ à, từ nào giờ tụi bay ha, không bao giờ tụi bay dọn dẹp, tụi bay cứ để nó bày hày vậy, mà thiệt đúng nó để bày hày từ lưa tè le vậy, giờ ông này ông qua cái là bắt đầu nó dọn. Ô mà rồi sau đó vài bữa nữa ông đi rồi thì sao đây, ô mà bắt đầu tràn lan ra trở lại ăn sao. Tình đúng là chuyện hài thì cái mà cũng công nhận hay thì cái nó dọn nó dẹp cái đám đó không biết ở đâu mất tiêu mất tích hết trơn, hay thiệt. Ok thôi
10 giờ mấy rồi, gần 11, 10 giờ 45 rồi. Bên Việt Nam cũng là 11 giờ 45 rồi. Thôi việc ra chắc cũng xuống cái like, chuẩn bị đi dọn dẹp nhà cửa tí xíu rồi chợ búa đồ cho ngày chủ nhật. Dạo này homeless Mỹ Trắng ở đâu mà tập trung quanh tiệm nail anh đầy rẫy hả? Coi chừng nó chạy từ bên Sang Phan nó chạy qua đó anh. Ông tập đi qua Sang Phan rồi giờ nó hết đường nó chạy rồi nó súm nhau nó chạy về nó chạy về chỗ anh. Anh phải coi giải quyết sao chứ chỗ tiệm làm ăn của anh mà homeless nó nằm tùm lum nó nằm đầy ở kiểu đó làm ăn là hơi bị mệt ra đúng không? Phải cái chỗ đó của anh là cái chỗ của anh là cái chỗ giống như là loại kêu là gì service á, khách khứa đồ ra vô ra vô mà homeless nằm nhiều quá thì người ta cũng ngại. Anh một ngày vui vẻ nhé. Ok, cảm ơn Kiều Anh nha, em đi ngủ đây rồi, chúc anh ngủ ngon. Chút nữa Việt Fry cũng đi chợ rồi coi rồi mua cái gì về nghêu ngao rồi giờ trước khi đi chợ phải cắt cỏ dọn dẹp ở ngoài, dọn dẹp ở ngoài xong xuôi sạch sẽ hết rồi bắt đầu chợ búa đâu quay qua quay lại hết ngày, chuẩn bị ngày mai giác cuốc giác cày ra bừa tiếp. Riết chán ok, hôm qua cho tiền nhiều hay sao mà họ tập trung ngay cửa sổ tiệm nail. Anh mua gà, smoothie, ăn uống. Ồ hả? Anh biết sao không? Tại vì bây giờ tuần tới là ngày lễ. Tuần tới ở đây là ngày lễ tạ ơn. À, Mỹ lễ tạ ơn này là lễ lớn nè. Cho nên á mấy cái hội hè nhà thờ đồ hay này kia kia nọ gì đó người ta cho tụi nó cũng nhiều lắm, người ta cho nào là gà tây rồi người ta cũng tập trung lại, người ta kêu là gì donate đó, donation đó là cho ai có gì, thí dụ như hội hè mấy người mà đi nhà thờ rồi đó họ có gì họ cho nấy, họ cứ đem họ xách tới nhà thờ, có người cho tiền có người cho này cho kia đủ thứ hết thì trong nhà thờ đem ra đưa cho cái đám homeless, ví dụ như xung quanh chỗ anh đi có cái nhà thờ nào đó rồi nhiều người homeless ở nữa người ta thấy vậy họ đem ra họ cho đấy, cho nên đợt này chuẩn bị tới này là cuối tuần này nè là bắt đầu tuần tới là mấy ảnh cũng được hưởng hưởng sấy lai rai đó. Có nhiều người cho đồ ăn nhiều lắm. Rồi vài bữa nữa tới ngày lễ nè, bắt đầu dân chúng nó sắp hàng. Nó sắp hàng vô mấy cái chỗ nhà thờ nó cho. Anh đi cày cuốc kiếm lúa đây, bye nha. Ok, bye anh An Minh Tâm.
Chúc anh ngày làm việc gặt hái nhiều lúa nha. Rồi Việt Rai này, hôm nay sáng nay Việt Rai cũng lên tám nhiều chuyện với anh chị em trong nhà mình uống cà phê buổi sáng chủ nhật. Bây giờ Việt Rai cũng chuẩn bị xuống live để đi làm công việc đồ này kia tí xíu rồi quay qua quay lại cũng tới trưa rồi. Chúc anh chị em Việt Nam ở Việt Nam mình ngủ ngon nha. Chuẩn bị cho tuần mới. Việt Ray chào hết cả nhà mình. Cảm ơn chị em rất nhiều.